Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức thời sự 24 giờ của chúng tôi. Ngay sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình bản tin hôm nay sẽ có những tin nóng đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính vào một cuộc điện thoại bất ngờ lúc nửa đêm. Chàng trai khỏi Covid-19 sau 10 ngày tự điều trị. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vào một cuộc điện thoại bất ngờ lúc nửa đêm. Khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện thoại kiểm tra ông Phan Văn Tường, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình và ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang. Trong điện thoại, Thủ tướng có hỏi: "Một huyện đỏ quạch như thế này mà không triển khai trạm y tế lưu động là sao? Cái này phổ biến bao nhiêu ngày rồi?" Thủ tướng cũng cho biết đã điện thoại cho Chủ tịch tỉnh và yêu cầu tỉnh phải tập trung lực lượng cho An Phú. Ông Phan Văn Tường cho biết, khuya 14 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện thoại cho ông để kiểm tra xoay quanh công tác phòng chống dịch khi Long Bình đang có 485 ca nhiễm COVID-19. Mấy anh em chỉ huy bị cách ly nên Thủ tướng gọi số điện thoại bàn, không ai nghe máy. Sau đó, Thủ tướng gọi điện thoại trực tiếp cho tôi, ông Tường kể. Ông Tường nói, Thủ tướng đã chỉ đạo rất sát thực tế với 3 nội dung: phải xét nghiệm 2 ngày một lần, thành lập trạm y tế lưu động và phải tổ chức giãn dân. Theo ông Tường, Sở Y tế mới ký văn bản triển khai thành lập trạm y tế lưu động ngày 12 tháng 9, thì tối 14 tháng 9, Thủ tướng gọi kiểm tra. Việc thành lập trạm y tế lưu động phải do huyện hỗ trợ mới thực hiện được. Còn việc giãn dân và di rời dân ra khỏi khu dân cư nghèo thì phải do huyện và tỉnh tính toán mới thực hiện được, chứ địa phương không thể làm được. Ông Ngô Công Thức, Bí thư huyện ủy An Phú cho biết, thị trấn Long Bình và xã Khánh An đang thực hiện chỉ thị 16, nhưng hai khu vực bị phong tỏa tại thị trấn Long Bình có mật độ dân số dày đặc, hộ nghèo, khó khăn, nhà san sát nhau, khu dân cư nghèo. Lực lượng công an đã vào khu vực phong tỏa này để cai cắm lực lượng, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng người dân ra đường hay tụ tập. Người lớn thì không ra khỏi nhà, nhưng trẻ em sống ở khu vực này hay chạy qua chạy lại. Đây là nguồn lây, nguy cơ rất lớn đối với khu vực này, ông Thức nói. Còn theo ông Tường, khu dân cư này đã tầm soát cộng đồng từng người 5 lần rồi nhưng vẫn chưa tách hết F0. Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có buổi làm việc khẩn vào sáng 15 tháng 9 tại huyện An Phú cùng thị xã Tân Châu, thành phố Châu Đốc và huyện Phú Tân để chấn chỉnh tình hình. Trao đổi với Tuổi Trẻ ngay sau cuộc làm việc của Thủ tướng với các địa phương, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, ông đã yêu cầu chính quyền huyện An Phú kiên quyết thực hiện giới nghiêm đối với người dân khu vực phong tỏa, không để trẻ em qua lại. Nếu vùng xanh nào trở thành vùng đỏ thì lãnh đạo địa phương đó sẽ bị xử lý nghiêm. Riêng huyện An Phú và Phú Tân có các xã thực hiện chỉ thị 16 thì phải thực hiện giới nghiêm, ông Bình nói thêm. 5 yêu cầu chống dịch mới. Tối 14 tháng 9, Thủ tướng cùng 4 bộ trưởng tiếp tục trao đổi trực tuyến với lãnh đạo của 6 phường xã đang có diễn biến dịch phức tạp để kiểm tra công tác phòng chống dịch tại những địa bàn này, bao gồm phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo của tỉnh Tiền Giang, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Sau buổi họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế trong sáng 15 tháng 9 phải có công điện gửi tất cả các tỉnh thành đang thực hiện chỉ thị 16 về việc thực hiện giãn cách phải có mục tiêu cụ thể, rõ ràng và phải đạt được mục tiêu. Theo đó, khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, phải xác định được phạm vi, quy mô giãn cách theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể, thôn, xóm, tổ, ấp, khu phố. Xác định mục tiêu, thực hiện giãn cách là phải kiểm soát dịch nhanh nhất có thể, trong thời gian 14 ngày và triển khai quyết liệt. Thần tốc xét nghiệm là then chốt, quan trọng nhằm sớm kiểm soát dịch. Tập trung lực lượng lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, chia nhỏ điểm lấy mẫu, tổ chức nhiều đội lấy mẫu. Thành lập và triển khai ngay các trạm y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao. Thực hiện liên tục việc đánh giá nguy cơ để quyết định việc giãn cách và nới lỏng giãn cách. Việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước, chắc chắn, và phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chàng trai khỏi COVID-19 sau 10 ngày tự điều trị. Mỗi khi nhận chờ F0, anh đều vui vẻ nói với các bệnh nhân rằng
hãy xem chuyến xe này là chuyến xe đi du lịch. 10 ngày tự điều trị tại nhà. Một ngày tháng 8, sau những chuyến thiện nguyện, Dương Quốc Hùng, sinh năm 1994, ngụ thành phố Hồ Chí Minh bị đau đầu dữ dội. Chỉ sau một đêm, anh có cảm giác như cơ thể vừa trải qua một trận đánh nhau chí tử. Anh mệt mỏi, toàn thân đau nhức, rã rời. Dù không muốn tin, nhưng Hùng biết mình đã nhiễm COVID-19. Anh bình tĩnh thông báo với gia đình, yêu cầu các thành viên trong nhà không tiếp xúc với mình. Hùng nói, tôi nhờ chị của tôi mua giúp bộ test nhanh COVID-19. Sau khi test nhanh, tôi nhận kết quả dương tính. Mẹ tôi có gọi điện đến y tế phường để thông báo tình trạng bệnh của tôi. Bà được hướng dẫn, nếu các triệu chứng của tôi nhẹ, có thể tự điều trị ở nhà, nếu nặng thì nhập viện điều trị. Tôi cảm thấy các triệu chứng nhẹ, có thể vượt qua nên bình tĩnh nhờ chị, mẹ mua giúp tôi thật nhiều dung dịch sát khuẩn, một số thuốc cần thiết, rồi lên lầu tự cách ly, điều trị. Để tránh lây nhiễm cho các thành viên trong gia đình, anh nhờ mẹ nấu cơm cho mình ăn. Khi nấu xong, bà sẽ mặc đồ bảo hộ, đem đồ ăn lên để trước cửa phòng cho Hùng. Sau khi ăn xong, Hùng cẩn thận xịt sát khuẩn các vật dụng rồi mới trả lại vị trí cũ. Ít ngày sau, bệnh tình của anh trở nặng, Hùng sốt cao, khó thở rồi mất vị giác. Tuy nhiên, anh vẫn bình tĩnh vì đã có sự chuẩn bị trước cũng như vững niềm tin sẽ chiến thắng được dịch bệnh. Anh tự đo nồng độ oxy trong máu, đo nhiệt độ bằng nhiệt kế mà anh đã chuẩn bị từ trước. Khi bị sốt, cứ cách 4 tiếng, tôi lại uống một viên hạ sốt. Ngoài ra, tôi cũng cố gắng ăn uống, dù lúc đó tôi mất vị giác, ăn không thấy ngon. Tôi cố gắng duy trì việc tập thể dục để cơ thể đủ sức khỏe chống lại virus corona, Quốc Hùng nói. Mỗi khi cơn khó thở ập đến, Hùng tự cố gắng chiến đấu, tìm cách tập thở một mình. Anh nói, mỗi lúc khó thở, anh nằm sấp, lót gối dưới ngực, duỗi hai tay, chân cho thoải mái. Nằm trong tư thế này, anh thấy dễ thở hơn, cải thiện nồng độ oxy trong máu. Nằm sấp mỏi, anh lại nằm nghiêng sang một bên. Cứ như thế, sau 10 ngày, anh nhận thấy cơ thể mình bớt sốt, các triệu chứng của COVID-19 không còn. Sau khi tự xét nghiệm nhanh, anh nhận về kết quả âm tính. Hùng nói, lúc phát hiện nhiễm bệnh, tôi không hề lo lắng, bi quan. Tôi chỉ nghĩ mình đang bị cảm sốt, mình cố gắng sẽ vượt qua được, Hùng nói. Những chuyến xe vui vẻ. Quốc Hùng kể, khi anh tự điều trị thành công COVID-19, cũng là lúc hầu hết các thành viên trong gia đình đều dương tính. Ngoài người chị cả, các thành viên khác bao gồm ba mẹ, đứa cháu của Hùng đều dương tính với SARS-CoV-2. Hết thời gian ủ bệnh, mẹ của Hùng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nặng. Bà sốt rất cao, nồng độ oxy trong máu giảm xuống rất nhanh. Thậm chí có lúc bà ho ra máu. Nhận thấy cần phải đưa mẹ nhập viện, Hùng liên hệ cơ quan y tế và cùng mẹ vào bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, anh trở thành chỗ dựa tinh thần cho bà và một số bệnh nhân khác. Anh nói, trong viện tôi có điều kiện chăm sóc mẹ. Mỗi lần mẹ khó thở, tôi đỡ bà nằm sấp xuống rồi dùng tay vỗ lên lưng, giúp bà tập thở. Những lúc mẹ mệt, tôi cho mẹ ăn cháo. Khi mẹ mất vị giác, tôi cố gắng động viên mẹ ăn. Mẹ thích gì, tôi đều cố gắng tìm mọi cách mua về cho mẹ. Mục đích là giúp tinh thần của mẹ luôn lạc quan. Đối với các bệnh nhân COVID-19, yếu tố tinh thần rất quan trọng, nên tôi luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan cho mẹ, anh nói thêm. Những thời gian không phải chăm sóc mẹ, Hùng lại tìm cách hỗ trợ các bệnh nhân khác đang điều trị cùng phòng bệnh với mình. Hùng nhớ nhất trường hợp của một cụ ông gần 80 tuổi bị lẫn. Hùng kể, vốn đã có tuổi lại bị lẫn, ông không thể tự sinh hoạt cá nhân và chỉ nằm một chỗ. Khi các y bác sĩ chưa kịp đến chăm sóc, tôi thường xuyên thay tã, tắm gội cho ông. Khi nhập viện, ông hầu như không mang theo được gì. Tôi phải xin quần áo của các bệnh nhân vừa được xuất viện cho ông mặc. Sau thời gian điều trị, ba mẹ và cháu của Hùng đã ổn định và được xuất viện. Tuy vậy, anh không thể chờ đến ngày cùng mẹ trở về nhà. Anh xin phép mẹ được xuất viện trước với khát vọng có thể sớm quay lại với các công việc thiện nguyện của mình. Ngay khi hết thời gian tự cách ly, Hùng đăng ký tình nguyện tham gia vào đội xe trung chuyển F0 của phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Anh nói, ngay từ nhỏ, tôi đã có ước mơ làm thiện nguyện. Tôi quan niệm, cuộc đời mỗi con người không thể nói trước được ngày mai. Thế nên, ngay từ bây giờ, giúp đời được cái gì thì cứ cống hiến. Từng chiến thắng COVID-19, Hùng tự tin truyền năng lượng tích cực đến những F0 ngồi phía sau tay lái của mình. Mỗi khi nhận chở F0, anh đều vui vẻ nói với các bệnh nhân rằng, hãy xem chuyến đi này là chuyến xe đi du lịch. Anh đang chở mọi người đến khu nghỉ dưỡng. Anh chia sẻ,
Tôi luôn muốn các chuyến xe chở F0 của tôi là những chuyến xe vui vẻ, chứ không mang không khí ảm đạm sầu não. Thế nên, tôi hay nói với các F0 là đừng bi quan và sợ hãi, hãy xem như đang đi du lịch. Bởi khi vào bệnh viện, chúng ta chỉ việc ăn, nghỉ, dưỡng bệnh mà thôi, không có gì phải lo lắng cả. Trong thời gian ngắn ngủi trên xe, tôi cũng cố gắng chia sẻ các kinh nghiệm điều trị bệnh đã tích lũy được trong thời gian tự cách ly tại nhà, cũng như lúc chăm sóc mẹ trong bệnh viện dã chiến cho các F0. Tôi hy vọng mọi người sẽ sớm vượt qua dịch bệnh. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh, bình an. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!